Chuyện giảng sanh phần 1 và 2 do nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt sưu tập. Lời nói đầu: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Liên Hữu gần xa, chuyện lớn nhất của đời người là luân hồi sinh tử. Dù rằng thực chất của nó vốn là mộng ảo, bao nhiêu thứ buồn, vui, sầu khổ mà chúng ta đang cảm thọ cũng đều là bọt bóng phù du. Nhưng một khi chưa dứt sạch hết những thấy biết sai lầm, kiến hoặc và suy nghĩ sai lầm, tư hoặc, chưa vãng sanh Phật quốc, thì những thứ mộng ảo bọt bóng ấy do nghiệp thức của chúng ta biến hiện ra đó, nó hiển nhiên thành ra chân thật rõ ràng. Cho nên, Đấng Đại Từ Phụ A-di-đà dùng thệ hải độ sanh giúp bọn phàm mê chúng ta thẳng tắc thoát ra bể khổ. Chỉ cần tinh sâu nguyện thiết một niệm, 10 niệm là vượt khỏi trần lao, bước lên quả vị bồ đề, một phen buông giao sát sanh tức liền thành Phật. Quả là vi diệu thù thắng, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Ôi, lòng từ của Di Đà Thế Tôn và 10 phương chư Phật vô cùng vô tận, Phật ân cao cả khôn lường, cho dù có tán thán trăm kiếp ngàn đời cũng không sao nói hết được. Nhân vì hộ niệm tiễn đưa cha mẹ và những người thân khi lâm chung, chúng tôi có kể chuyện giảng sanh, đọc truyện giảng sanh, mở băng đĩa nói về giảng sanh cho người bệnh nghe, thì thấy thu được rất nhiều lợi ích. Do vậy mà chúng tôi không ngần ngại mạo muội sưu tập, trích tuyển từ sách, băng, cũng như đến tận gia đình đạo hữu có người giảng sanh để ghi lại. Năm 2008, chúng tôi đã nhờ anh Thiện Quang đọc chuyện giảng sanh phần 1, ghi âm được 4 CD. Giờ tiếp theo là phần 2. Hiện giờ, do có nhiều bạn đồng tu hưởng ứng tham gia cộng tác, nên cũng đã sửa chữa và bổ sung phần 1. Hôm nay, đủ duyên, chúng tôi xin ra mắt cúng dường chư Liên Hữu khắp mọi nơi. Việc làm này, nếu có chút ít công đức nào, nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, đồng sanh Tây Phương, đồng thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Miền Nam, ngày 9 tháng 10 năm 2014, nhóm Liên Hữu Miền Nam Đất Việt thực hiện. Nguyễn Thị Thoại, 88 tuổi. Bà Nguyễn Thị Thoại, sinh năm 1919, quê quán tại xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Năm 20 tuổi, bà lập gia đình với ông Lê Văn Lược, cư ngụ tại xã Trung Nhất, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Hai ông bà có tất cả là 6 người con gái, sinh sống bằng nghề làm ruộng. Ngoài ra, còn làm nhiều nghề khác như nấu rượu, nuôi heo, xay gạo và mua cá linh ủ mắm để bán. Đến năm 1972, vào khoảng tháng 6, ông chồng bị tai nạn ghe máy, khi chuyển tới bệnh viện thì qua đời, bỏ lại một đàn con thơ côi cút. Cô con gái út hãy mới lên 10 tuổi. Từ đó, đôi vai gầy phải gánh thêm trách nhiệm làm cha, sớm hôm tảo tần nuôi con, bon chen với xã hội, vật lộn với cuộc sống để tạo ra chén cơm manh áo. Bao nhiêu là gian nan, bao nhiêu là vất vả, gót chân trần dông ruổi mãi ngày đêm. Đã sinh vào cõi bi thương, trăm ngàn nỗi khổ vấn vương bên mình, tháng năm đầy những khổ hình, sầu đau chồng chất, tội tình hòa tai, ngao ngán kiếp sống đọa đài, ngậm ngùi thân phận lạc loài thê lương. Lạnh lùng đêm vắng canh trường, buốt lòng lữ khách bên đường mưa giăng. Ngẫm nghĩ về nỗi thống khổ của kiếp nhân sinh, thấm thía với nắng mưa sương gió của đời mình, nên năm 1975, bà phát tâm trường chay, sớm chiều 2 thời lễ Phật. Tuy vậy, hạt giống bồ đề vẫn còn yếu ớt, mãi đến gần cuối thập niên 80 trở đi mới thực sự đâm chồi nảy lọc. Lúc này bà thường xuyên tham dự các kỳ Phật thất tổ chức mỗi tháng một lần tại phòng thuốc nam của cô Bảy Lánh ở chợ Thốt Nốt.
Nhờ nghe Chư Liên Hữu giảng giải Phật Pháp hàng tháng vào dịp Phật Thất, nền tảng tịnh tông của bà dần dần được hình thành và thực sự kiên cố. Tính tâm mỗi lúc một sâu chắc, nguyện lực mỗi lúc một thiết tha. Cộng thêm sự trợ duyên của các bạn đạo, bà đã hành trì ngày một tiến bộ rõ rệt. Bên cạnh đó, bà còn tham gia thêm các ngày niệm Phật được tổ chức định kỳ tại chùa Thanh Quang hoặc tại nhà chư đồng đạo các nơi. Công khóa lễ bái của bà cũng được tăng thêm 4 thời trong ngày, 24 giờ. Lúc này tính tình bà thay đổi nhiều so với những tháng năm trước đó, luôn vui vẻ dễ dãi nên ai ai cũng đều kính mến. Như dần trăng tròn rồi khuyết, như nước sông lớn rồi rộng. Có người trên cõi đời này cũng thế. Thời thanh xuân cường tráng đã trôi qua, thì phải đến lúc già nua và bệnh tật. Năm 2004, do sức khỏe yếu, bà không còn tới lui các khóa niệm Phật, mà chỉ ở nhà chăm chỉ tu hành. Thỉnh thoảng Chư Liên Hữu ghé thăm, khuyến tấn, bà vô cùng cảm kích và vui mừng. Bà hết lòng tin tưởng vào lời thề nguyện của Đấng Từ Phụ A-di-đà. Bà tin chắc thật rằng khi lâm chung sẽ được Ngài tiếp độ giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên ngày ngày bà đều thỉnh nước cúng để uống thay thuốc. Thể theo lời chỉ dạy, thành lòng nước lã đên hồ, hữu tâm chí đức cam lộ Phật ban. Bằng cái nhìn thế gian thường tình rằng, một khi đã lâm vào hoàn cảnh bệnh hoạn thì đó là bất hạnh. Nhưng đối với những ai khao khát tìm cầu thoát ly sanh tử luân hồi thì lại là dịp hy hữu tốt lành. Kể từ đó, sự niệm Phật của bà ngày một chí thiết chí thành hơn. Mẹ đấy con, dù cho nhồi quả, tự nhủ lòng chớ già đúng nào. Càng khổ nhiều đạo hạnh càng cao, nên lấy đó làm câu an ủi. Mẹ đấy con, lời kia không dối, không gian lao khó nổi công thành. Chẳng cho chân đạp sỏi dài sành, Tây phương khó đưa mình đến chốn. Mẹ đấy con, mỗi khi nguy khốn mà vẫn vui không núng tim gan, là mỗi lần lên một nấc thang, càng chịu được là càng cao được. Hai năm sau, vào năm 2006, bà phát bệnh nặng, các con đưa đi nhập viện tại Thốt Nốt, kế đó chuyển lên bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là bệnh hội chứng dạ dày tá tràng và thoái hóa cột sống. Vài hôm sau, bà xuất viện về nhà. Kể từ đó, thể trạng của bà kém dần, ít đi đứng mà nằm nhiều hơn. Đặc biệt là tay bà lúc nào cũng lần chuỗi. Gần cuối năm, ngày 12 tháng 10 năm 2006, bà bệnh trở nặng, thân nhân cho vào bệnh viện đa khoa Cần Thơ điều trị. Bà thường lên cơn mê sản, miệng cứ đọc xám kệ gian dội suốt ngày suốt đêm. Bác sĩ dùng thuốc trấn kinh an thần cứ tăng liều dần, cho đến gấp 3 lần so với bệnh nhân thường, mà chứng bệnh vẫn không thuyên giảm. Ba hôm sau cũng thế, nên thân nhân xin bác sĩ cho bà ra về. Về nhà nằm trên giường, bà thường thấy đám con nít vào đầy cả nhà, liền bảo các con đuổi chúng ra. Có khi bà nhìn thấy gạo đổ đầy trên đất, liền kêu gọi mọi người lụm lên tiếp. Có lần thấy cá thật nhiều, có lúc thấy đứa em trai và đứa em gái đã mất đến lôi chân của mình kéo đi. Bà giãy chân và nói là không đi, vì biết đây là quả báo do túc nghiệp nhiều đời trước. Nên Chư Liên Hữu đề nghị các con cháu phát tâm làm các việc phước thiện như phóng sanh, in địa ấn tống để hồi hướng công đức và cầu an cho bà. Các đồng đạo được sự thỉnh mời của gia đình nên đến cầu an hộ niệm cho bà rất đông. Đến ngày thứ ba thì bệnh tình dường như khỏi hẳn. Khi thần trí minh mẫn trở lại, bà nói với mọi người nên cầu nguyện thêm cho bà vài hôm nữa. Các con của bà tiếp tục tổ chức, đến ngày thứ 9 mới dừng lại. Tháng Giêng năm 2007, bà phát bệnh lại, sức khỏe càng kiệt rõ rệt. Trước khi mất 10 ngày, bà không ăn gì cả, chỉ uống chút ít nước. Tuy vậy, bà vẫn tỉnh táo, sáng suốt, lúc nào cũng lần chuỗi niệm Phật. Khi các con và rể ghé thăm, bà dặn dò: các con nên sắp xếp công việc làm ăn để đưa má theo Phật. Chiều ngày mùng 1 tháng 2, bà mệt nhiều, thân nhân tề tựu cầu an và hộ niệm đến 12 giờ khuya. Cơn mệt mỗi lúc một tăng thêm. Các con đưa bà
ra nhà trước. Trời niệm mãi đến 4 giờ sáng. Hơi thở bà yếu dần và nhẹ nhàng ra đi trong âm thanh Phật hiệu vang rền. Lúc ấy là mùng 2 tháng 2 năm 2007, bà hưởng thọ 88 tuổi. Chư đồng đạo hay tin lũ lượt kéo đến hộ niệm thêm 6 giờ đồng hồ nữa. Sau đó khám nghiệm thì toàn thân đều lành, duy chỉ có đỉnh đầu còn ấm, nét mặt sáng rỡ hơn so với bình thời. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, ngày mùng 2 tháng 2 năm 2007, người con gái thứ năm Lê Thị Bo vào dọn dẹp giường nằm hàng ngày của bà. Khi cuốn mùng lại thì nghe có mùi thơm lạ, bèn chạy ra gọi mấy đứa cháu ở xóm đến xem. Chúng cũng ngửi được mùi thơm lạ lùng như chị. Kể từ đó, vợ chồng chị cũng phát tâm lễ Phật trường chay. Thuật theo lời Lê Thị Bo, con gái của bà. Nguyễn Thị Tý, 90 tuổi. Bà Nguyễn Thị Tý sinh năm 1922. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Ngà, mẹ là cụ bà Phan Thị Mão. Bà có tổng cộng là 7 anh chị em và bà đứng thứ 7 trong gia đình. Khi lên 28 tuổi, bà kết hôn với ông Lê Văn Bính, cư ngụ tại khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bà sinh được 6 người con, 2 trai, 4 gái. Hàng ngày gia đình bà sinh sống bằng nghề ruộng rẫy. Thuở nhỏ bà không có đi học, được người quen chỉ chút ít và thường nghe băng đĩa đọc giảng, nên dần dần bà cũng đọc được rất nhiều kinh kệ. Tính tình bà hiền lành, giản dị, siêng năng, cần mẫn, nhẫn chịu khổ khó trong mọi hoàn cảnh. Trong cuộc sống, bà thường phải đối diện với nhiều chướng ngại khó khăn, nhưng bà không hề oán hờn, trách than, mà trái lại. Có lẽ đây là những động lực giúp cho thiện căn quá khứ sớm đâm chồi nảy nở. Thế nên năm 1976, bà phát tâm trường chay, niệm Phật cầu sinh tịnh độ, hầu thoát khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, đầy thống khổ và kiếp sống vô thường tạm bợ, như lời nhận định của cổ đức: hồng trần là cõi bạc vôi, nó không chung thủy với người nào đâu, càng theo nó lại càng sầu, chúng sanh vì nó bị đầu thai luôn. Những điều sầu khổ ngàn muôn, mỗi người đều mỗi quay cuồng khác nhau. Người không ai giống ai nào, chung quy cũng một đường vào mồ ma. Ấy là định mạng người ta, cuối cùng ai cũng phải là thế ư? Há không cầu đạo chân như, để mau giải thoát kiếp người trần gian. Dứt xong ba nẻo sáu đàn, quý hơn cái chiếc ngai vàng trần ai. Ngai vàng khó giữ lâu dài, tòa sen cực lạc ngồi hoài tự do. Tu hành cần phải sớm lo, tử sanh là việc lớn to của người. Nan tri sống chết nay mơi, mau tu kẻo chẳng kịp trời kêu tên. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết chẳng quên người nào. Vào năm 1977, bà giao phó hết việc nhà cho các con, còn phần mình thì dành hết thời gian đi làm đạo và công phu lễ niệm nhiều hơn để chuẩn bị chu toàn cho quãng đời còn lại của mình. Cũng từ đây, đời sống của bà ngày càng thêm giản dị. Bà luôn kỹ mướp phần mình, nhất là từ miếng ăn cho đến tắm mặt, để lo bố thí giúp người, tham gia các công tác từ thiện xã hội. Thỉnh thoảng, bà cùng các bạn đạo như bà Nguyễn Thị Thoại, Nguyễn Thị Chính đi cầu nguyện làm tuần, hộ niệm cho bạn đạo quanh vùng và thường xuyên tham dự các khóa niệm Phật tổ chức tại chùa Thanh Quang, chùa Tây Lâm Phước hoặc các nhà của chư đồng đạo. Dù hoàn cảnh thời tiết mưa nắng thế nào, bà cũng không vắng mặt. Con cháu cũng như xóm giềng, ai cũng đều cảm mến hạnh đức của bà. Hàng ngày, bà cũng thường khuyên nhắc các con cháu phải biết lo tu hiền, tin sâu Phật Pháp. Mỗi khi nói chuyện với ai,
bà cũng chỉ đề cập đến chuyện tu hành niệm Phật mà thôi. Bà chưa hề nói chuyện bông lông và chuyện xấu dở của người. Đến năm 83 tuổi, do vì lớn tuổi, đi lại không thuận tiện, nên bà chỉ ở nhà, chuyên lo niệm Phật, không còn tham dự những khóa tu ở các nơi như trước nữa. Mỗi ngày bà hành trì 4 thời. Lễ Phật xong thì bà ngồi niệm Phật từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đồng hồ. Sau giờ cơm trưa, bà đi kinh hành, niệm Phật 9 vòng rồi mới đi nghỉ. Ngày nào cũng đều đặn như thế, không thiếu sót. Ngoài ra, trên tay bà lúc nào cũng có sâu chuỗi để lần niệm Phật. Rảnh rỗi, bà cũng thường nghe băng đĩa. Bà thường nghe đi nghe lại nhiều lần, và tâm đắc nhất là quyển Quyến Thiện của Ngài Vô Danh Cư Sĩ. Thỉnh thoảng có điên hữu Tư Đậm, Tư Rô ghé thăm, hướng dẫn về pháp môn tịnh độ và sách tấn tinh thần cho bà, thì bà chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ thích thú lắm. Cũng trong thời gian này, do bà có tính cẩn thận chu đáo, phần thì thấy mình đã quá lớn tuổi, lại thêm con cháu trong gia đình chưa am hiểu gì nhiều về Phật Pháp, nên bà đã âm thầm chuẩn bị sắp xếp mọi thứ về hậu sự của mình, từ y phục cho đến cách thức hộ niệm và việc chôn cất. Bà có thói quen khi nào bệnh, bất cứ là bệnh gì, thì thỉnh nước cúng uống với giấy vàng. Trước khi uống, bà chí tâm cầu nguyện, nên tất cả đều biến thành linh dược. Do con bà không hiểu và không tin, bèn đem giấy vàng cất giấu đi, nên đến tháng giêng năm 2010, bà đi cầu nhiều lần và nôn ra rất nhiều chất bã màu đen. Gia đình lập tức đưa đi bệnh viện. Mặc dù bà không muốn nhưng vẫn chiều theo ý các con. Đến bệnh viện thốt nốt, bác sĩ chẩn đoán là bệnh xuất huyết dạ dày. Điều trị khoảng 1 tuần thì xuất viện. Về nhà thời gian không lâu thì bệnh lại tái phát. Có lần mất máu quá nhiều, phải chuyển xuống bệnh viện đa khoa Cần Thơ để truyền máu. Mỗi lần truyền khoảng 600-800ml. Bệnh cứ dây dưa như thế suốt gần 2 năm. Mặc dù bệnh khổ, nhưng tinh thần của bà rất vững, chưa hề quạo quọ, rên than. Bà chỉ nằm im niệm Phật. Ai đến thăm, bà cũng chỉ lo lần chuỗi niệm Phật. Vào khoảng cuối tháng 5 năm 2012, bà phát bệnh trở lại. Lần này thể lực của bà suy giảm trầm trọng. Sau 1 tuần lễ thì bác sĩ cho bà ra về, vì thấy bà đã quá già yếu. Về nhà, bà không còn đi lại được nữa, cũng không còn tự chủ được về sự tiểu tiện, vệ sinh của mình. Bà phải hoàn toàn nhờ vào sự chăm sóc giúp đỡ của con cháu. Lúc này tay của bà yếu, không còn lần chuỗi được nữa, nhưng trái lại, bà rất tỉnh táo, không hề tỏ vẻ khổ đau, sợ hãi. Lúc nào bà cũng nhếch môi niệm Phật. Mỗi khi đau đớn nhiều, bà càng niệm Phật tha thiết, bởi muốn cho con cháu khỏi phải khổ cực vì phải lo chăm sóc cho mình, nên lúc nào bà cũng tha thiết niệm Phật, cầu sớm được Đức Phật rước về cực lạc. Bà hạn chế tối đa về việc ăn uống, có khi chai nước lọc bên cạnh chỗ nằm để thấm giọng mà bà uống rất lâu ngày mới hết. Có đêm nọ, bà đau nhiều quá, bà chí thành niệm Phật, cầu xin Đức Phật sớm tiếp dẫn bà về cực lạc. Một lát sau, bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Con hết đau rồi." Sáng lại thì bà cảm thấy trong người nhẹ nhàng, không còn đau nữa. Từ đó, bà càng vững tin hơn vào công đức của câu Vạn Đức Hồng Danh. Sự tín tâm, nguyện tâm của bà ngày càng thêm tha thiết và sâu chắc hơn, nên bà cũng kể cho một ít bạn đạo nghe về điều quyền diệu này, những mong khích lệ lẫn nhau. Đến ngày 22 tháng 7 năm 2012, vào khoảng 4 giờ chiều, bà mệt nhiều, bà nhờ con cháu đưa bà ra bộ ngựa nhà trước, rồi mời đồng đạo đến hộ niệm cho mình. Hay tin bà mệt, chư liên hữu xúm lại cầu an,
và luân phiên hộ niệm xuyên suốt cho bà. Lúc ấy, bà vẫn nhếch môi niệm Phật theo. Trước khi mất 15 phút, bà nhờ con cháu đỡ ngồi dậy, bà ngước mắt nhìn lên ngôi Tam Bảo, rồi khoát tay bảo đỡ nằm xuống, cứ như vậy đủ 3 lần. Sau khi nằm xuống, bà nằm nghiêng bên phải, rồi đưa mắt nhìn quanh mọi người đang hộ niệm như ngỏ lời cảm ơn và từ giả. Rồi bà an nhiên chắp tay niệm Phật mà ra đi trong âm thanh vang rền Phật hiệu của hơn 20 đồng đạo. Lúc ấy đúng 3 giờ 15 phút, chiều ngày 23 tháng 7 năm 2012, bà hưởng thọ 90 tuổi. Sau 12 tiếng hộ niệm, gương mặt bà càng thêm rạng rỡ, vui tươi, hai tay vẫn còn chắp nơi ngực, trong tư thế nằm nghiêng kiết tường, các khớp xương đều mềm dịu. Điểm đặc biệt là trước khi mất 2 tháng, lưng bà bị gù rất nặng, không thể nằm ngửa được, mà chỉ nằm nghiêng một bên. Nhưng sau khi mất, lưng bà không còn gù nữa, mà nằm ngửa trở lại được. Chư Liên Hữu khám nghiệm thì toàn thân bà đều lạnh, vì chỉ có đỉnh đầu còn nóng. Lúc bình thời, bà luôn mong mỏi con cháu của bà sớm lo tu hiền, ăn chay niệm Phật, để sau này linh hồn cũng được Đức Phật tiếp dẫn. Lòng thành của bà như được cảm ứng. Sau khi chứng kiến sự ra đi của bà, thì người con thứ hai, thứ ba, thứ tư của bà đều phát tâm trường chay. Những vị còn lại cũng phát tâm sớm chiều lễ Phật và dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, hầu cố gắng noi theo gương hạnh của bà. Thuật theo lời ông Lê Văn Sáu, bà Nguyễn Thị Đức, con trai và dâu thứ 6 của bà, cùng ban hộ niệm. Nguyễn Thị Sinh, 67 tuổi. Bà Nguyễn Thị Sinh được gọi là bà Tám Gia, sinh năm 1916, cư ngụ tại ấp Thành Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Khéo, mẹ là Nguyễn Thị Canh. Bà có hết thảy là 9 chị em và đứng thứ 5 trong gia đình. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Văn Gia, người cùng lối xóm, sinh được 1 người con trai duy nhất, sau nuôi thêm 1 cô con gái. Định cư tại chợ xã Trung An, nhà số 109, tổ 12. Sinh sống bằng nghề buôn bán và làm rẫy. Tính tình của bà rất hiền lành, cần kiệm, thích bố thí. Thuở nhỏ vì gia đình nghèo nên bà không được đi học. Đến năm 30 tuổi, bà học lớn trong cuốn vần mà đứa con đang học. Mỗi khi rảnh bà đọc theo, dần dà kinh sách bà đọc được hết. Ký ức của bà rất tốt, kinh kệ đọc qua vài lần là bà thuộc liền. Năm 1967, bà bắt đầu tập ăn chay, lễ bái và kết giao với các bạn đạo như là bà Ba Vàng, bà Trương Thị Hằng, bà Nguyễn Thị Chính, mạnh mẽ làm các việc phước thiện hơn trước. Đến tháng 10 năm 1970, bà phát tâm trường chay và có ý định chuyên tu. Bà nói với Hai Thành: "Còn cất cho mẹ một cái cốc để mẹ lo tu hành giải thoát. Còn mấy cái đồ kinh doanh này là mấy cái đồ giả, mẹ không còn ham muốn giữ nó làm gì con ơi. Mẹ giao hết cho cha con và con làm gì thì làm, chứ mẹ không có còn nghĩ gì tới nữa hết." Thấy vậy, ông chồng liền than rằng: "Gia đình đang làm ăn phát đạt mà mẹ mày không lo tiếp, sau này thất bại, nghèo khổ, người ta sẽ chê cười." Nhưng bà vẫn nhất quyết giao mọi việc lại cho chồng con. Từ đó bà thường đến những liên hữu đã tu trước, có khi đôi ngày mới về nhà một lần, có khi đến 5-7 ngày mới về. Thế vậy Hai Thành hỏi: "Mẹ đi đâu mà lâu quá mới về?" Bà đáp: "Mẹ đi kiếm nơi ẩn náu để lo tu hành." Đến năm 1974, bà thường hay đến chùa và đi viếng vùng 7 núi ở Châu Đốc cùng với một số bạn đạo. Bà còn bảo con mua cho một cái máy thu băng để bà nghe kinh giảng. Mỗi đêm bà thường mở máy từ 3 giờ khuya. Biết được quyết tâm tu hành tha thiết của bà, nên chồng và con mua nửa công đất cách nhà 1.700 mét
ở xóm dưới, cất một gian nhà để bà tiện bề tấn đạo và cho đứa cháu gái lo việc chăm sóc hàng ngày. Vì bà cũng thường nhức đầu cảm lạnh. Có được gian trình thất thích hợp với sở nguyện, bà tinh chuyên lễ bái, chí thành niệm Phật, tha thiết cầu sanh Tây Phương. Bởi vì ngồi niệm Phật thì ai cũng niệm, nhất tâm không sao xuyến ít người. Tâm như trong chóng giữa trời, Phật thì một niệm còn mười niệm ma. Các việc xấu dỡ ra trước nhất, kế tay chân buồn bực mỏi mê, rồi ma buồn ngủ chạy về, Phật quên niệm đến khói mê phủ vào. Không cần hỏi ông nào cũng biết, niệm thế bao giờ Phật chứng cho. Khác nào nồi gạo bới do, bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm. Mục đích việc sớm hôm niệm Phật là để cho chấm dứt niệm tà, chỉ còn một niệm Di Đà để nhờ Phật rước sang qua liên đài. Có thật cảm Phật ngài mới chứng, niệm lơ là Phật chứng vào đâu. Năm 1979, sau khi chồng mất, bà cảm nhận dầu tiền của lầu đài muôn dặm, khi chết rồi cũng nắm tay không, chẳng đem một cắt một đồng, chỉ ôm tội phước trong lòng mà thôi. Nên bà hà quyết tâm, thân là giả thân, đời là tạm đời, ham mấy cũng bỏ, mê mấy cũng thôi, đặt vọng tiêu theo xác, dục lạc tan theo hơi, giả tràng luống công xe cát, phút giây bao lượng sống đùa trôi, lấy đó mà suy rộng, việc trần sẽ thối lui, cầu được thân sen hồn Phật, dứt đường sinh tử luân hồi. Kể từ đó, bà càng tinh chuyên hành trì thêm hơn. Đến ngày mùng 8 tháng 6 năm 1983, Hai Thành đi thốt nốt ghé thăm, bà dặn: "Chiều nay con xuống ăn cơm với mẹ." Trong lúc dùng cơm, Hai Thành và đứa cháu nội vừa ăn vừa trò chuyện. Bà lại bảo: "Con về nói với vợ con, mai làm bánh cho mẹ ăn." Con nói: "Mẹ sắp về Phật rồi." Hai Thành không tin nên hỏi: "Làm sao mà về được, về bằng cách nào?" Bà đáp: "Tới ngày đó con biết liền." Sáng hôm đó, cô con dâu đã chuẩn bị sẵn bánh, dự định tan khuyên chờ sáng sẽ đem xuống cho bà. Chẳng ngờ bà lót tót lên tới. Vì lúc nãy trời mưa tầm tã, vừa lên tới nhà bà nói: "Trời mưa hoài đi bộ không được nên mẹ đi xuồng, lên đây ngủ một đêm, đến 12 giờ mẹ theo Phật." Hai Thành đứng hoài nghi, vội bảo vợ dọn bánh cho bà ăn. Bà nói: "Mẹ lạnh quá, không ăn được." Hai Thành bèn nhóm lửa hơ cho bà, vì mưa ướt cả người. Bà bảo: "Trùm mền lại cho ấm và rước anh ba thơm, lương y gần đó đến xem mạch cho các con biết mà lo, chứ mẹ không sợ chết đâu. Trước sau mẹ cũng về với Phật, đêm nay đúng 12 giờ." Hai Thành nói nhỏ với vợ: "Mẹ như vậy chẳng lẽ chết sao? Mẹ có đau gì đâu. Nếu 12 giờ mà không có như mẹ nói, người ta sẽ cười á." Bà lại bảo cô con dâu sai mấy đứa cháu qua nhà bà Ba Vàng, vốn là bạn thân thiết của bà, xin ba bông sen để bà cầm về Phật. Nhà bà Ba ở rạch Sa Mau, cách nhà bà chừng một cây số. Chiều tối đứa cháu nội đến xin bông, bà Ba đốt đèn đi hái bông sen, nhưng chỉ được hai bông. Bà mới ngắt thêm một bông huệ gộp chung cho đủ ba, rồi bà giao cho đứa bé. Đứa cháu nội đem về trình lên bà. Bà nói: "Vậy cũng được." Đến chiều tối thầy lương y mới tới. Bà nói: "Nhờ anh ba xem mạch giùm, có làm sao nói vậy cho con cháu tôi biết, tôi không có sợ chết đâu anh ba." Chẩn mạch xong, thầy lương y đáp: "Mợ Tám không sao đâu, chỉ tỳ hơi yếu và bị lạnh thôi, khỏi hút thuốc." Ông nhắc lại đến hai lần. Khi thầy ba ra về, bà vợ đưa ra bầu ngựa phía trước. Đến 9:40, bà mệt nhiều, bà con xung quanh xúm lại khoảng 20 người hiệp cùng gia đình niệm Phật. Một lát sau bà hết mệt, kêu Hai Thành đến dặn dò hậu sự: "Khi mẹ giảng sanh rồi á, con phải làm theo lời dặn, chớ trái ý. Một, sau 8 giờ mới được động đến thân. Hai, dùng 7 miếng vạt để cất xác. Ba, trong thân tộc và con cháu khi đi chôn không nên mượn người ngoài làm nhọc bà con. Bốn, tuần thất và cúng phải làm chay. Năm,
không được đem theo món gì, quần áo còn tốt thì nên bố thí cho người nghèo. 6. Chôn mã đất, đừng làm mã đá. 7. Ngày giỗ có chi cúng nấy, hãy cúng chay chứ đừng cúng mặn, tội lắm. Con phải nghe lời dặn của mẹ, ở lại ráng lo tu hiền. Nhắn nhủ xong, bà hỏi: mấy giờ rồi? Lúc đó 11:50 đêm. Hai thành đáp: mới hơn 10 giờ. Vì sợ nói mà không làm được như lời sẽ bị người ta cười, nên hai thành mới đáp như thế. Bà bảo tiếp: đưa bà cái bông đây để mẹ cầm về Phật. Bà cầm lấy bông và chắp tay vào ngực, bắt đầu thở mạnh. Khi ấy, cô Ba Liên, nhà kế bên, lấy dầu nước xanh hiệu con sóc thoa vào mũi bà. Bà bèn nói: cô đừng thoa vô, chất dầu này là đồ quế trượt lắm, mau lấy khăn nhúng nước lau sạch, mau đi. Khi cô con dâu lau rồi, bà gật đầu và nói lời cuối cùng: bà con ở lại ráng tu hiền đặng về Phật. Nói xong, bà thở hơi ra, từ từ buông ba bông rơi xuống, nằm trên ngựa rồi xuôi tay, thẳng chân, nhẹ nhàng ra đi. Lúc này là 0:05, ngày 10/6/1983. Ở bên ngoài, những người xung quanh thấy trên nóc nhà của bà sáng hực, họ ngỡ là nhà cháy. Ba bốn người cầm thùng, cầm thao chạy xuống sông múc nước. Ba bốn người chạy đến nhà đập cửa. Đúng lúc bà vừa mới mất. Đồng đạo hai tinh lần lượt kéo tới hộ niệm đến 9 giờ sáng. Bà hưởng thọ 67 tuổi. Gần đến giờ liệm, Liên Hữu tư thiệp: bà con cô cầu ruột với hai thành, nói với hai thành rằng mợ Tám chắc ăn đã về Phật rồi. Hai thành hỏi: làm sao anh biết? Tư thiệp đáp: chú mày không tin, sợ đến đầu đi. Nó nóng như đưa tay vô nồi cơm đang sôi gì đó. Hai thành y theo lời, quả thật nóng rang cả bàn tay. Cái chết của bà thật đẹp, thật bình yên, cũng chính là nỗi âu ước của bao người con Phật. Mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Thuật theo lời hai thành, con trai của bà. Lê Văn Hiếu, 61 tuổi. Lê Văn Hiếu sinh ngày 23/11/1940 trong một gia đình trung lưu tại Long An. Sau dời về sớm củi ở Chợ Lớn và thường đi chùa Long Vân với bà ngoại và biết tụng kinh hồi nhỏ. Hơn 10 tuổi đã đi theo sư ông chùa Long Vân hộ niệm cho người hấp hối hoặc dự các đám tang. Lớn lên, Lê Văn Hiếu đi lính, là một thanh niên có tâm đạo nên dù ở đâu hễ rảnh là đến chùa lễ Phật, nghỉ phép về nhà lại theo bà ngoại đi chùa. Mấy năm sau giải ngũ, Hiếu lập gia đình với Nguyễn Ngọc nuôi, có tất cả là 8 người con, 1 trai, 7 gái, sinh sống bằng nghề buôn bán ở Chợ Lớn. Vào các ngày rằm, ngày lễ, Hiếu thường theo đoàn hành hương viếng các chùa Ấn Quang, chùa Trà Cú, Bến Tre, Mỹ Tho, Núi Bà. Năm 1982, ông cùng vợ con quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Thành Trụ tại chùa Đông Hưng ở Thủ Thiêm. Hiếu được pháp danh Đồng Hưng và vợ là Đồng Thịnh. Hiếu là một người có tâm đạo, buôn bán thì luôn bán rẻ cho mọi người, không hề nói thách. Đi chùa nào thì lo tiếp tay với các sư xây dựng, sửa sang chùa ấy. Năm 1992, ông qua Mỹ, dành dụm tiền gửi về Việt Nam tu bổ chùa Long Vân. Các con ông muốn xin vô làm việc ở Sông Bài, ông cấm ngặt không cho. Chẳng bao lâu, Hiếu bị bệnh tiểu đường. Bệnh này thường kéo theo huyết áp cao, lá lách sưng và thận bị hư nặng. Sau đó chân ông bị liệt, không còn đi được nên không thể quỳ lạy Phật. Thấy ông bị bệnh nặng, ngồi một chỗ buồn bực, bà sợ chồng mình tự giận để khỏi phải đau đớn, nên thường đến bên cạnh khuyên rằng: mẹ con em sẽ tận tâm chăm sóc cho anh đừng nên nghĩ đến quỷ hoại thân. Anh hãy ráng tĩnh tâm rửa sạch nghiệp, chỉ có Phật A-di-đà mới cứu độ được anh. Anh hãy ráng lo niệm Phật. Ông trả lời: tôi biết mà bà, tôi lúc nào mà không niệm Phật. Mỗi ngày sáng và chiều, ông đều đi thắp nhang xá Phật,
vì không lạy được. Đúng giờ, ông đều nhắc vợ con chuẩn bị thắp nhang. Những giờ khác, ông nín lặng ngồi nghe băng giảng, hoặc lặng lẽ ngồi nghe máy niệm Phật và niệm theo. Ông âm thầm hành trì như thế, mãi đến cuối tháng Giêng năm 2001, bệnh bắt đầu trở nặng. Gia đình đưa ông đến bệnh viện Fairfax. Tại đây, ông hoàn toàn đi vào cơn hôn mê. Vợ ông cấp tốc cung thỉnh sư cô Luân Liên, Trí Liên cùng các liên hữu đến để tụng kinh cầu nguyện và trợ niệm cho ông. Khi đoàn người đến bệnh viện, khắp thân ông toàn là dây sợi chằng chịt của các biểu đồ theo dõi lâm sàng và ống tiếp trợ từ bình dưỡng khí. Bạn của ông là Thiện Viên, nhìn thấy ông bất động liền ứa nước mắt, đến bên cạnh nói khẽ: "Anh hãy cố phấn đấu trong cơn bạo bệnh, vắng anh các cháu sẽ khổ lắm." Sư cô Luân Liên liền ngắt: "Trong tình huống này, tuyệt đối không được khơi động tình cảm gia thê của chú. Nó sẽ làm trở ngại rất lớn trong việc hộ niệm cho chú ấy." Nói xong, sư cô tiến đến bên giường bệnh nhân, bằng âm điệu đều đều và nhẹ nhàng: "Chú Đồng Hưng, hôm nay sư cô đến đây để niệm kinh cầu nguyện cho chú. Chú hãy tịnh tâm gạt bỏ mọi tình cảm thế gian, dứt bỏ mọi tạp niệm, nhất tâm niệm hồng danh A-di-đà, cầu nguyện lực của Ngài tiếp độ cho chú." Mặc dù trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau những lời pháp nhẹ nhàng từ ái của sư cô, toàn thân ông chấn động, môi mấp máy, mi mắt cùng mấy ngón tay rung động, chiếc giường chuyển động lên xuống mấy lần. Sư cô cho biết là ông đã cảm nhận được. Mặc dù trong cơn hôn mê, sư cô hướng dẫn mọi người niệm chú dược sư và niệm hồng danh Phật A-di-đà. Sau thời trợ niệm, trước khi về, sư cô để lại một máy niệm Phật trầm bổng của thầy Thích Giác Sơn bên tai vừa đủ cho ông nghe. Liên tục nhiều lần trợ niệm, sư cô đề nghị với gia đình: "Chú Đồng Hưng đến giai đoạn hết cách cứu chữa. Bác sĩ cho biết rằng bệnh nhân cần phải phẫu thuật để dẫn sữa từ ngoài vào dạ dày để cung cấp dinh dưỡng. Nhưng tình trạng sức khỏe không đảm bảo an toàn sau thời kỳ hậu phẫu thuật. Vậy nên đưa chú Đồng Hưng trở về nhà." Mọi người đều tán đồng. Để tiện lợi cho việc hộ niệm và cầu nguyện, tuy bệnh trạng rất trầm trọng, nhưng nhờ hộ niệm nên ông rất tỉnh táo nhẹ nhàng. Khi hiểu được ý định mình sẽ được đưa về nhà lo trợ niệm, ông đã biểu hiện phấn khởi, tay chân mi mắt rung động, nhếch miệng với thần thái an tịnh. Lúc 11 giờ trưa ngày 8 tháng 2 năm 2001, ông xuất viện với bộ phận tiếp trợ dưỡng khí và y tá đi theo. Về đến nhà, sư cô Luân Liên lại gần bên khai thị: "Chú Đồng Hưng, sư cô, ni cô cùng quý đạo hữu và gia đình đồng cầu nguyện, hộ niệm cho chú được nhẹ nhàng an lạc. Chú hãy gạt bỏ mọi vọng niệm, nhớ niệm Phật theo, ráng nhất tâm, đừng gián đoạn. Chư Phật sẽ tiếp độ cho chú." Một lần nữa, mi mắt bàn tay ông rung động nhẹ, hơi thở mạnh hơn, như muốn gắng gượng ngồi dậy. Toàn thể gia quyến gồm vợ ông, 8 con, 2 rể cùng ban trợ niệm đồng hộ niệm cho ông. Sư cô Luân Liên khuyên bảo mọi người không nên có một lời than khóc thường tình hay biểu lộ buồn thảm. Sau đó, sư cô phát cho mỗi người một quyển kinh và hướng dẫn cùng niệm theo sư cô và ni cô Trí Liên. Tất cả niệm kinh trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh từ 12 giờ trưa. Đúng 2 giờ rưỡi chiều, sư cô ra hiệu cho cô y tá bệnh viện rút ống tiếp hơi dưỡng khí. Ông thở từng chập gián đoạn rất khó khăn. Âm thanh trợ niệm cứ vang rền, chí thành và miệt mài. Tiếng sư cô niệm mỗi lúc một to hơn. Mọi người tập trung niệm mãnh liệt hơn. Hơi thở bệnh nhân từ từ yếu dần. Hơn 5 giờ chiều, mặt của ông trở nên hồng hào như người khỏe mạnh, thần sắc an tĩnh, từ hòa,
lộ nét vui tươi. Cụ bà Diệu Ngọc, Ngô Thị Sơn, nhạc mẫu của ông, đã hơn 85 tuổi, thấy thế liền thốt lên: "Thằng Hiếu mặt đỏ hồng như thế này, chắc nó chưa đi trong ngày nay." Buổi hộ niệm kéo dài đến 5 giờ 48 phút. Sư cô vì nhận thấy bệnh nhân rất tươi tắn và thở đều đặn nên nghĩ rằng có thể còn kéo dài nhiều giờ. Để hộ niệm cho một buổi lễ cúng một Phật tử khác đã hứa trước, sư cô chuẩn bị đi, xong sẽ trở lại. Nhưng xe vừa ra đến cổng, vợ ông hấp tấp gọi sư cô quay trở lại. Ông bắt đầu phun nước bọt. Tiến nhanh đến bệnh nhân, sư cô dặn: "Chú Đồng Hưng, ráng nhất tâm niệm Phật." Sư cô cùng mọi người tiếp tục hộ niệm. Vài phút sau, bỗng ông thở ra 3 hơi dài, mỗi hơi cách khoảng vài giây, mặt hơi ngẩng lên, nửa như từ giã, nửa như cảm ơn mọi người, rồi trút hơi thở sau cùng. Lúc 5 giờ 53 phút, chiều ngày mùng 8 tháng 2 năm 2001, ông hưởng thọ 61 tuổi. Lúc ấy, con gái ông tên Thu Vân bỗng nhiên thoáng ngửi một mùi hương lạ ngạt ngào, khiến trong người cảm thấy khỏe khoắn khác thường. Tiếng niệm Phật vẫn tiếp tục vang đều. Sắc mặt ông đỏ hồng từ từ tái xanh. Sư cô thăm dò khí đạo, sờ nhẹ các nơi và cho biết: "Chú Đồng Hưng đã xuất thần, lưu lại hơi ấm nơi đảnh đầu trong trạng thái an tĩnh." Sư cô còn dặn thêm: "Phật tử Đồng Hưng đã giảng sanh. Sau buổi lễ quả táng, nên dặn dò nhà quan đừng dùng máy nghiền, hãy giữ nguyên xương cốt còn lại để kiểm nghiệm. Thi thể của ông vẫn còn mềm dịu mãi đến khi nhà quan đến chở đi quả thiêu. 2 ngày sau, thân nhân ông mang hết hài cốt về chùa cho sư cô kiểm nghiệm. Ông Lê Văn Hiếu, pháp danh Đồng Hưng, đã lưu lại rất nhiều xá lợi đủ loại, đủ cỡ, đủ màu sắc đẹp đẽ." Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải Sưu Tập, Nguyễn Thị Tân, 78 tuổi. Nguyễn Thị Tân, pháp danh Diệu Hưng, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1921 tại Trà Vinh. Đến tuổi trưởng thành, lập gia đình thì cư trú tại Sài Gòn. Lúc con trai của bà là Lý Trường Xuân vừa chào đời được 10 tháng, chồng bà qua đời, bà thủ tiết nuôi con, khi ấy bà 24 tuổi. Năm 40 tuổi, 1961, bà quy y Tam Bảo, rồi thọ Bồ Tát giới tại gia ở chùa Ấn Quang. Ban sơ, bà dùng chai kỳ mỗi tháng 4 ngày, đến năm 1979, bà phát tâm trường chay. Bà thường xuyên đi chùa nghe Pháp, thích làm các Phật sự cùng các việc phước đức khác như giúp chùa, giúp tăng ni, giúp trẻ mồ côi. Bà hay đến chùa Ấn Quang và những chùa khác, trong đó có chùa Huệ Nghiêm. Nơi đây bà quen biết với Thầy Thích Trí Tuệ. Cảm cảnh khổ sâu xa của kiếp người, xét thấy vạn vật trên thế gian này đều hợp tan, phù du, ảo mộng, mong manh, ngắn ngủi, như sương, như chớp. Càng kinh hãi hơn khi thấu hiểu nỗi đau thương không bến không bờ của dòng trầm luân xoay chuyển vô tận, vô cùng. Do thấm nhuần Phật Pháp, lòng tin vững chắc vào bi nguyện độ sanh của Đức Từ Phụ A-di-đà, nên bà tha thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Năm 1981, con trai bà ra nước ngoài, bà niệm Phật càng khẩn thiết hơn. Lúc quét rác, bà cũng niệm Phật. Hốt rác, xới đất trồng rau, cũng niệm Phật. Nhớ con, cũng niệm Phật, càng nhớ càng niệm. 10 năm trường, biến niềm nhớ thương thành câu Phật hiệu. Năm 1991, bà cùng cô con dâu và cháu nội sang Mỹ theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Thế rồi, bà tiếp tục đi chùa lễ Phật và làm công quả như trước, tiếp tục vui vẻ niệm Phật trong mọi oai nghi. Bà may mắn gặp lại Thầy Trí Tuệ tại chùa Vạn Hạnh, nhưng chùa Vạn Hạnh lại xa nhà. Vì vậy, bà thường đi chùa Vạn Phước của Thầy Vân Đàm.
Sau này chùa Vạn Phước đổi thành tu viện Pháp Vương. Ngày rằm tháng 4 năm 1999 lễ Phật đản, bà vẫn còn làm bánh vui vẻ cúng Phật và còn vui cười dự ngày cha mẹ do hội ái hữu Gia Long miền Đông tổ chức. Nhưng đến đầu tháng 6 thì bà phát bệnh nhanh chóng không thể ngờ. Dù đau lưng rất dữ dội nhưng chưa bao giờ bà rên xiết. Gia đình đưa bà vào nhà thương Fairbrass, nơi đây chuẩn đoán bà bị nhiễm trùng đường tiểu. Khi về nhà, bệnh không thuyên giảm, sau đó sang tiểu bang Virginia, đến bệnh viện Maryland, bác sĩ tìm ra ung thư bao tử. Vì phát hiện quá muộn màng nên không còn điều trị được nữa, họ đành phải cho ra về. Ngày 12 tháng 6 năm 1999, bà xuất viện. Về nhà, bà nói với Thiện Viên, con nuôi của bà, anh này là người rất có đạo tâm, hăng say làm các Phật sự. Má đã biết đường đi rồi. Dáng vẻ của bà rất ung dung tự nhiên, không chút sợ hãi lo buồn, dẫu biết rằng cái chết đang cận kề bên mình trong gang tấc. Đến ngày 20 tháng 6 năm 1999, hội ái hữu Gia Long tổ chức cầu an cho bà tại tu viện Pháp Vương với sự hiện diện hàng trăm Phật tử trong vùng. Bà cười chào hỏi mọi người, thành thật cảm ơn tất cả và bình thản ra về sau buổi lễ. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 1999, bệnh tình bà trầm trọng. Bà vẫn sáng suốt, luôn luôn chắp tay niệm Phật. Bạn đạo đến hộ niệm đông đảo, bà bảo mọi người đừng khóc. Bà nằm ngửa chắp tay niệm Phật và niệm đến khi không còn niệm ra tiếng. Đến 3 giờ 30 chiều thì bà trút hơi thở cuối cùng. Sắc mặt liền thay đổi, gương mặt bỗng nhiên sáng đẹp hẳn lên. Hơi ấm còn lưu lại nơi đầu và trán, bà hưởng thọ 78 tuổi. Sau đó thầy Vân Đàm đến, thầy rờ trán cụ bảo, cụ ra đi tốt đẹp. Kế đó thầy Trí Tuệ cũng đến. Trước khi ra đi, bà đã chuẩn bị tất cả tang sự, tất cả đồ liệm đem theo cho bà. Bà còn tự lo sắm đầy đủ như quần áo liệm, mũ quan âm, kể cả chiếc mền Đà La Ni mà con cháu không hay biết. Bà đã viết thư dặn dò khi bà chết phải đem đi thiêu, khi nhặt tro phải nhặt từ dưới chân dần lên đầu, rồi đem vào chùa 49 ngày, sau đó đem rải ở đâu cũng được. Lễ hỏa táng kết thúc thu được rất nhiều xá lợi, gồm hoa xá lợi và xương xá lợi. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải Sưu Tập. Nguyễn Văn Luân, 49 tuổi. Cư sĩ Nguyễn Văn Luân sinh năm 1947, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Thành, mẹ là cụ bà Lê Thị Vinh. Anh đứng thứ hai trong gia đình và có tất cả 6 người em. Thuở nhỏ học hành chỉ mới lớp 3 trường làng. Khi năm lên 21 tuổi, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Mềm, sinh được 6 đứa con, 3 trai 3 gái. Anh có lối sống đơn giản, ăn mặc bình dị, tính tình thuần hậu hiền lành, thương yêu hết thảy các em, hòa nhã đối với tất cả mọi người nên ai ai cũng cảm mến. Anh rất siêng năng, cần mẫn, quanh năm suốt tháng miệt mài với thửa ruộng luống cày. Do vì cha mẹ và người thân phát tâm quy kính Tam Bảo, anh cũng hưởng ứng làm theo, đồng thời hướng dẫn vợ con cùng trường chay tu niệm, lánh giữ làm lành, cầu sanh tịnh độ. Lúc ấy vào khoảng cuối thập niên 70. Những dịp nhàn rỗi anh thường xem kệ giảng, và dẫu bận công chuyện mấy, công khóa sớm chiều không hề bỏ sót. Đúng như lời của Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa đã từng chỉ dạy: ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài khắc tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sám kinh tự của thầy ban, đọc cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Mặc dù mưu kế sinh nhai trộn rộn, anh vẫn thường thăm viếng cha mẹ, cung dưỡng những món lạ vật ngon,
ít khi vắng thiếu, phù hợp với lời chỉ dạy của các bậc tiền bối. Con ơi, càng biết đạo mồi, càng làm đẹp đẽ hạnh ngôi con người, ở ăn quy củ trong đời, trong thời thuận thảo, ngoài thời hòa vui. Nhớ ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ từ, đó là căn bản đạo người xưa nay. Thể lực của anh rất tốt, suốt năm này qua tháng nọ ít khi bệnh, nếu có cũng chỉ cảm gió sơ sài mà thôi. Mãi đến đầu xuân năm 1996, anh nghe trong người tứ đại bất hòa, bèn đạp xe đi tìm thầy thuốc lo bề chữa trị. Sau rốt, đến bác sĩ Huệ ở Thốt Nốt xét nghiệm, phát hiện khối u ở gan vào thời kỳ thứ ba. Sức khỏe bắt đầu tụt dần, nhưng tinh thần anh vẫn an nhiên, trong khi vợ con đều bàng hoàng kinh sợ. Anh thường nằm trên ghế bố, bệnh hành ngặt mình bằng những cơn đau nóng dữ dội, rất khó chịu, không thể diễn tả được. Mỗi cơn thường kèm theo suất mồ hôi dầm dề. Khi qua cơn thì hơi khỏe lại một tí, có thể gắng gượng tới lui. Giai đoạn này, công phu hành trì của anh càng thêm khẩn thiết, ý nguyện giảng sanh mãnh liệt thêm hơn. Do gì? Biển trần kiếp tạm nổi trôi, không tu khổ mãi chẳng đời nào yên. Sanh ra trong cõi trần duyên, người nào cũng bị não phiền chẳng không. Không ai trăm việc vừa lòng, mà ai cũng có não nồng nọ kia. Dục tâm óc ách như đìa, đem thân ra để làm bia đạn trần. Biết rằng rốt cuộc bỏ thân, nhưng mà các dục vọng trần không buông. Quên rằng tài vật dư muôn, bỏ thân tài vật bỏ luôn đâu còn. Chết thân tan rã lần mòn, nhưng bao tội lỗi hồn còn đeo mang. Xác tan nhưng tội không tan, đầu thai trở lại thế gian trả đền. Vì mê nên kiếp trước quên, hay đâu ăn trước nay đền trả sao. Trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã dây không một người nào trốn qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà, sao không nghĩ tới để mà tu thân. Nếu không trốn khỏi tử thần, dù đeo đắm cuộc hồng trần luống công, cuối cùng cũng phủi tay không. Đâu bằng tu niệm để hồng siêu sanh, đem lòng tham muốn lợi danh, đổi ra lòng muốn tu hành quý hơn. Lợi danh sẽ mất theo thân, tu hành sẽ cứu hồn thăng Phật đài. Càng nhiều tham vọng trần ai, càng làm cho kiếp đọa đầy đấy thôi. Hồng trần là cõi bạc dối, nó không chung thủy với người nào đâu. Nên đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Vợ con anh vô cùng khổ tâm, vô cùng lo lắng, nên khuyên anh dùng mặn để nâng cao hiệu quả điều trị theo lời thầy thuốc yêu cầu. Khi vắng mặt chị và mấy cháu, người em gái bên cạnh bèn nhắc nhở: "Anh hai à, anh phải tự giác, cũng như là đời mình trước sau gì cũng phải chết, mình phải giữ cái đạo để mà đi, anh đừng có ăn mặn nha." Anh khẳng khái trả lời: "Anh không có ăn đâu, em đừng sợ." Lúc này, thân nhân đặt bàn hương án, bà con đồng đạo rất đông đảo đến cầu nguyện. Mặt khác, vợ anh cũng mua chim cá phóng sanh hồi hướng cho anh. Đồng thời, cha mẹ ruột, cha mẹ vợ và các em của anh thường ở gần sách tấn và trợ niệm hằng ngày. Khoảng 10 ngày sau, vào ngày 18, anh thấy mệt nhiều, thân quyến bắt đầu thay phiên túc trực hộ niệm liên tục. Vào giữa khuya đêm 22, trong cơn đau dữ dội, anh chợt đọc lên hai câu trong quyển Khuyến Thiện. Gần hấp hối tâm thần sao xác, trí vẫn dơ kinh sợ vô cùng. Rồi tiếng niệm Phật của anh nhỏ dần, sau đó ngưng hẳn. Mọi người xung quanh lớn tiếng xưng to thánh hiệu. Mãi đến 6 giờ sáng, anh an tường trút hơi thở cuối cùng. Nhằm ngày 23 tháng 1,
năm 1996, anh Hưởng Dương 49 tuổi. Lúc ấy, có một số người ở xa ngoài đồng thấy nhà anh chói sáng, họ ngỡ là nhà cháy. Cuộc trợ niệm vẫn tiếp tục duy trì đến 9 giờ. Khám nghiệm toàn thân thì chỉ có đỉnh đầu hãy còn nóng ấm, đặc biệt là gương mặt thật tươi sáng đẹp. Chư đồng đạo đều lộ sắc hân hoan, chia sẻ niềm vui vô biên với người đã giảng sanh sang cõi tình. Thuật theo lời cô Tám Chờ, em gái của anh. Nguyễn Văn Lai, 59 tuổi. Ông Nguyễn Văn Lai sinh năm 1941, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Giỏi, mẹ là bà Nguyễn Thị Quạ. Ông có hết thảy là 8 anh em và đứng thứ 8 trong gia đình. Đến năm 21 tuổi, ông kết hôn với bà Trần Thị Khoán, sinh được 11 người con, 7 trai, 4 gái. Chuyên canh tác ruộng lúa, nuôi vịt, nuôi tôm cá, giăng lưới, đặt lợp, làm phương kế sinh nhai. Tính tình của ông rất siêng năng cần mẫn, rộng rãi với người ngoài nhưng lại nghiêm khắc với con cái, hay nóng giận, dễ đổ quạo trong khi chuyện chẳng đáng gì. Ngay từ thuở thiếu thời, ông đã tín hướng Tam Bảo, tin tưởng Phật Trời. Ông thường xem kinh sách, nhất là quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Sáng chiều, hai thời lễ bái, chay lạc mỗi tháng 4 ngày. Nhưng vấn đề ăn chay đối với ông dường như hết sức vất vả khó khăn. Khi tuổi quá 50, ông hay ao ước: chừng nào lo chuyện đôi bạn cho con trai út xong, ông sẽ gác bỏ mọi thứ, chuyên chí tu hành. Nhưng lòng người mong thế, mà lẽ trời chưa thể. Đùng một cái, ngày 24 tháng 12 năm 1998, ông ngã bệnh. Đến bác sĩ ở xã, huyện, tỉnh, rồi ra Sài Gòn, các nơi đều chẩn đoán là khối u gan. Sợ tâm lý bệnh nhân và người thân tổn thương, bác sĩ ở thành phố đề nghị: nên chở bác về Cần Thơ điều trị, đừng ra đây nữa vì xa xôi và tốn kém. Về đến nhà, cô con gái thứ tư biết ba mình chắc chắn không qua khỏi nên âm thầm khóc, khóc nhiều lắm. Tới ngày thứ ba, ông hay được bèn nói: con người ta sống chết đều có số, khóc cái gì mà khóc. Nghe ba mình nói vậy, cô cũng an lòng. Thời gian này gia đình điều trị cho ông bằng thuốc nam cầm chừng, sự ăn uống sinh hoạt của ông cũng chưa bất ngặt chi lắm. Giả lại, trong gia đình đã có ba người con ăn chay tu niệm, nên cứ năm hay bảy hôm thì có một liên hữu ghé thăm, giảng giải Phật Pháp cho ông nghe, nói rõ về nhân quả báo ứng, về lý vô thường. Dạng vật trên cõi trần đều tạm bợ, không bền như sương mai, không chắc như bóng bọt. Ngay cả tấm thân của chúng ta cũng chỉ là ánh chớp chiều tà, thấy đó rồi mất đó. Sinh già, bệnh chết, dính theo liền nhau như bóng theo hình. Tất cả đều là giả, chỉ có dòng sống chết luân hồi là khổ đau, là hiện thực. Da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm chân run mấy chốc. Dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật. Dí hưởng khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Sau cùng, liên hữu giới thiệu cho ông về pháp môn tịnh độ, khuyên ông gạt sạch muôn duyên, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hầu được an vui vĩnh viễn. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà Phật. Nghe xong, ông rất đổi vui mừng, sốt sắng làm theo. Ông thả hết hào cá đang nuôi, bố thí lúa tiền cho người nghèo, cho họ cây bạch đàn để cất nhà. Tính tình ông bỗng dưng thay đổi 180 độ. Mỗi ngày, ông hành trì ba thời lễ bái, do sức yếu nên không đứng được mà chỉ ở tư thế xá, ngồi. Thiết tha xưng niệm câu Lục Tự Di Đà. Lúc khỏe,
ông cũng thường xem kệ giảng cho hiểu biết và niềm tin của mình sâu chắc thêm hơn. 6 tháng sau, bệnh trở nặng, các con đưa ông lên An Giang. Qua 25 ngày, thuốc men vừa chích lẫn uống, bệnh tình thuyên giảm đôi phần, bác sĩ cho ông về nhưng vẫn duy trì thuốc uống. Khi còn ở An Giang, ông nằm mộng thấy con chó đến trước ông, nhìn ông lom lom, phút chốc biến thành anh chàng thanh niên, phút chốc đổi thành chó, liên tiếp 3 đêm. Đêm thứ 3, trong cơn mơ, ông hốt hoảng niệm Phật gian rền. Cô con gái chạy tới bên cạnh hỏi ông duyên cớ. Thì ra khi xưa, ông có nuôi bầy dịch trong ruộng, có con chó đực của người cháu láng giềng đã giật chết trọn bầy dịch. Tức quá, ông đập chó chết tốt. Ông hỏi con, giờ phải làm sao? Con ông khuyên ông nên sám hối, niệm Phật, hồi hướng cho nó. Chính con ông cũng niệm Phật, cầu nguyện thay cha. Từ đó về sau, ông không còn nằm mộng gặp nữa. Ngày 8 tháng 7 năm 1999, ông bảo với con, thôi, ngày mai con làm đồ chay cho ba ăn luôn. Cô con gái thấy ba mình xưa nay ăn chay rất khổ nhọc nên vẫn nấu mặn như lệ thường. Khi dùng xong, ông đều ói ra hết, liên tục 2 ngày như vậy. Năm hôm sau, nhân dịp tuần thất người em trai của ông cho thỉnh các bậc thiện tri thức lão thành đến, tổ chức làm lễ phát nguyện trường chay, cầu tam bảo gia hộ cho mình. Trong gia quyến, những người chưa ăn chay cũng vì ông đồng phát nguyện trường chay. Bấy giờ, ông nhất tâm chí thành niệm Phật, khách khứa đến thăm hỏi, trừ bạn đạo, phần nhiều ông đều nhờ người nhà tiếp chuyện. Trường hợp bất khả kháng thì ông quay mặt vào vách để cho những chuyện tào lao bớt lọt vào tai. Đến ngày 14 tháng 12 năm 1999, buổi ăn sáng ông không dùng. Khoảng 10 giờ, cô con gái hay được đến hỏi. Bữa nay con đi chợ không có ở nhà, bộ con không đúc, ba giận sao mà không ăn? Ông chỉ đáp một tiếng, không, rồi chìm vào hôn mê. Thân quyến mời chư đồng đạo sắp xếp lên chương trình hộ niệm và cầu an. Mãi tới 2 giờ khuya, rạng ngày 16, ông tỉnh lại, trải qua 54 giờ, liền hỏi con về việc tiếp đãi chư vị hộ niệm như thế nào. Khi biết mọi mặt đều thỏa đáng, ông chắp tay lên ngực nhép môi niệm Phật theo mọi người. Sáng ra, người cháu của ông tên là Ina đến gần bên hỏi nhỏ. Sao mà ba bữa nay ông không nói chuyện, ông có giận hờn gì ai không mà im ru vậy bác Tám? Ông đáp, bác thấy bên cảnh cực lạc đẹp dữ lắm, có nhiều hoa sen, có tên bác trong đó nữa. Tu dễ lắm Ina ơi, mình niệm Phật được thành Phật. Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2000, ông lại nói với Ina, chắc là ngày 12 có thể Phật rước bác. Ngưng giây lâu rồi ông tiếp, nhưng mà chưa chắc, nó còn mờ mờ ảo ảo lắm. Đến 10 giờ ngày 12, ông lên cơn mệt suốt 3 tiếng đồng hồ. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2000, ông cho gọi các con lại rồi dặn dò, ba đã tạo dựng sự nghiệp như vậy đó, các con làm được thì để làm, còn không thì bán bố thí. Bao nhiêu công chuyện vậy thôi, chứ đừng có bày bố gì thêm. Ông còn bảo người con trai thứ 8 đi hốt cát trong Kim Tỉnh, để sáng mai ngày 15 lu bu lắm. Chiều lại lúc 4 giờ, mọi người đều đi nghỉ để dùng cơm, riêng Liên Hữu Ba Vốn tới hỏi ông, sao nằm hoài vậy chú Tám, chừng nào đi đây? Ông đáp, 1 giờ tôi đi. Hôm sau, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2000 lúc 11 giờ, ông bắt đầu mệt nhiều. Gần 50 đồng đạo dây quanh hộ niệm. Đúng 1 giờ chiều, ông trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi hết sức nhẹ nhàng và an lành, nét mặt thật tươi và sáng đẹp, hưởng dương 59 tuổi. Trước lúc di chuyển nhục thân vào Kim Tỉnh, chư đồng tu phát hiện đỉnh đầu của ông rất nóng. Suốt 1 tháng hộ niệm, trong nhà luôn có khoảng 50 đồng đạo túc trực.
Bình thời, ông thường ao ước khi mình mất phải được chư vị hộ niệm bằng giọng trầm, nhịp điệu thảnh thoát và đều. Lạ thay, quả đúng như vậy. Giờ ấy, những người có giọng chát, sắc, bỗng dưng không hiện diện. Cô con gái thứ tư của ông Trường Chai tu trì đã nhiều năm, lòng luôn rây rứt. Chắc ba hổng thương mình sao, mà trước khi ra đi, ông gọi hết con cháu lại để dặn dò, mà ông không kêu mình. Vì lúc ấy cô không có mặt. Cô thường nghĩ trong lòng như vậy. Ba ngày sau, khi đi mở cửa mã về, tối lại cô nằm mơ, thấy ông hiện về, thân tướng to lớn trang nghiêm phi thường, mặc y phục bà ba trắng. Ông nói với cô: "Con đã lớn rồi, từ đó đến giờ sao thì bây giờ vậy, ba khỏi phải nhắc nhở." Thuật theo lời Tư Sương, con gái của ông.